ống một, ống một, ống một, ống một, ống thứ nhất, độ tự cảm chữ gì? L. Hiểu. Tiếp, ống thứ hai, số vòng dây là chữ gì? N. N2 bằng, tăng lên gấp mấy? Là hai lần N một. Hiểu. Này cho số 1 thì cho chuẩn. Tiếp, diện tích mỗi vòng dây đều tăng lên, vậy S2 bằng Hai. hai lần S. S1. Tiếp, nếu hai ống có chiều dài như da như nhau, vậy chiều dài là chữ gì? L1 bằng L2. Hiểu. Thì nó kêu là L2. Nó hỏi đằng ống thứ hai nè, hỏi độ tự cảm của ống thứ hai như thế nào, thì viết công thức ra L1 bằng nhiêu? 4 4 bi nhân 10 mũ trừ 7 nhân nhân S chia L. Nhớ ở đây là 1 thì đây số 1, số 1, số 1. Hiểu. Tiếp L2 động thức 4 bi nhân. Tiếp, này là số 2 thì nhớ đây là 2, 2, 2. Làm ơn, đây là dấu gì? Thì nhớ đến phép gì? Đúng rồi, lấy trên chia dưới hoặc lấy dưới chia trên tùy. Hiểu không? Bây giờ muốn lấy trên chia dưới nha, để cho nó chuẩn đi cho lẹ. Chia nè, chia nè. Bắt đầu L1 chia L2 bằng, rút nè. Thấy chưa? N1 viết lại nè. Bình S1 bình nè, chia L, chia chấm hai chấm nha. Đó. Chia thành nhân hai chấm, chia thành gì? Nhân nghịch đảo nè. Đó, em làm chậm lắm rồi đó. Nhân là hai chia. Được chưa? Sau đó N2 thay bằng hai lần N1 nè. S2 thay bằng hai S1 nè. Bắt đầu thay vô. L2 với L1 như thế nào? Bằng nhau, là thay L2 bằng L1 nha. N2 bằng 2 lần N1 nè. S2 bằng 2 lần S1 nè. Hiểu không? Bắt đầu rút nè, nhìn kỹ rút nha. Đừng để bị sai nè. Nè, em không có dám rút chỗ này nha, em rút nhẹ dưới đây nè để biết đây đây còn mũ 2 nha. Được chưa? Vậy bằng ở trên mất hết chưa? Số mấy? 1 phần đây 2 mũ 2 nè. Đây mấy nữa? 2 nè, bằng 1 phần. 1 phần 8, đúng rồi. Vậy mình viết lại nè, L1 chia L2 bằng 1 phần 1 phần 8. Mà L2 này, L1 ta đề bài cho là chữ gì? Thay cái chữ L1 bằng L đi cho nó chuẩn. Rồi nhân chéo đi, vậy suy ra L2 nhân mấy? Bằng L nhân nhân 8, rồi chọn đáp án. Hiểu chưa? Có chỗ nào không hiểu không?